Kỳ này mày chết Năm Cải ơi. Mày chơi tao, tao chơi mày thôi. Kỳ này á mình mát lòng, còn ruộng của nó thì đầy nước luôn. Trời đất ơi, mới nhắc là thấy mặt nó rồi. Nó chứ không ai. Sao cự ư? Có nhà sao cự ư? Bộ này mắt bị lọt trồng hay sao trời? Ngồi sau hè nè ông nội. Trời đất ơi, đứng lá ôm sờm. Trời ơi. Ủa sao kỳ vậy ta? Không lẽ ruộng nó ngập tới ấp của nó hay sao mà giờ tự nhiên thay đổi thái độ thân thiện như một nàng tiên vậy trời? Quý người kể nghe chuyện vui. Vụ gì? Chuyện quỷ bãi bò. Nhớ bãi bò không? Từ đó tới giờ bãi bò đâu ưa tôi ông đúng không? Trời ơi, thằng đó thôi. Thằng đó tôi khỏi nói. Tôi ghét nó từ bữa mà tôi bị té đó. Sao ạ? Trời ơi, tôi nói bữa đó tôi đi ở trên bờ ruộng. Ừ. Tôi đang đi, tôi dấp cái cục đất. Tôi té xuống cái ruộng của nó. Trời ơi, nó không đỡ mà nó đứng trên bờ ruộng, nó chửi tôi nát nước luôn á. Gì láng hả? Bởi vậy nó nói tôi té rồi ịnh nguyên cái bàn tạ xuống cái ruộng đó, làm lúm một cái lỗ chỗ đó, lúa nó không lên nữa. Vậy mà nó chửi tôi có ác không? Nhưng mà tôi nghĩ nó cũng có lý không? Có lý gì? Tướng tá nhỏ nhỏ vậy mà sao mà cái chảo bự dữ hả? Không biết sao chắc mà cũng may á, ông Phước lớn mạng lớn á. Chứ sao? Chứ nó điên là quýnh mốt chảo không? Kể với nhà có trừ lắm. Vụ gì? Vào cái thằng mắt gió. Ừ. Nó bơm nước vô ruộng đó. À. Thấy không? À. Thì nó bơm đây. Ừ. Xong có miệng bày dịch đi vô ruộng đó. Ta nói, tôi thấy mà tao đâu có thèm nói. Hồi đó dịch vô ruộng tôi phá. Ừ. Nó thấy mà nó đâu có đủ giùm. Ừ. Trời, bây giờ tôi thấy tao phải trả thù chứ. Không thèm nói tiếng nào tao tới giờ. Chắc nó đã ở ngoài ruộng rồi, nó la làng la lửa rồi, nó nói tiếng dịch đặng nó đi đăng điểm mấy dịch đi ra khỏi ruộng đó. À, tôi nghĩ nó mắc cười chết. Ủa? Ê, khoan. Từ từ lại nha. Ông nói sao? Nước nó... Nói vậy mà nghe không kịp hả? Nước nó tràn vô ruộng của bãi bò. Bãi bò nó xả nước vô ruộng nó. Nhưng mà cái chính là tôi muốn nói với ông không phải là cái bầy dịch nó vô ruộng nó phá. Mà nó bơm nước vô ruộng đó thì kệ nó đi. Nó đào cái mương bị lớn vậy nè. Dẫn qua để cho tràn vô ruộng tôi. Mà bà nội cha nó gian mà không có ngoan, sao qua được mắt tôi. Tôi phát hiện tôi lấp kính mẹ nó cái mương rồi nhiều tràn ngậm vậy. Ôi vậy là ruộng của ông khô ráo luôn. Khô gớm mà. Ruộng tôi đang xiết nước chờ thu hoạch cha. Chờ tôi phá gì trời. Thôi chết cha rồi. Đâu rồi? Không, mới đây mà. Không, cha chết lâu rồi. Đứng không giờ đứng quay cổ quay niệm đi trời. Không phải. Thôi chết rồi. Tôi phải đi ra ruộng đây. Gì vậy, làm gì lạc đạc vậy? Không. Ra coi bãi bò đuổi dịch hả? Không phải. Ruộng ngập rồi thì bây giờ tôi... Chú Sáu ơi, sao chú khai đường nước làm chi mà giờ ruộng chú với chú Bảy nước quá trời đi, dịch nó vô vậy quậy nè. Đến giờ tao biết rồi hen, mặt gì mà gian như quỷ vậy đó, chủ mưu là đây hen. Ruộng ngập nước hết rồi, lòi mặt rồi, vừa đẹp mắt.